Hello anh em nha. Chúc cho anh em xem clip nhiều vui vẻ và an lành trong cuộc sống nha anh em nha. Sáng giờ ở nhà mưa và tự nhiên bây giờ ra đây hết mưa, cách nhà có một cây số mà ở nhà mưa tầm tã không quay xe bán luôn. Bây giờ buồn xách xe đi uống cà phê mà đi lại cách có một cây số lại bên này lại không có mưa. Ông trời thiệt. Hôm nay quay clip này lên cũng xin cảm ơn. Bữa vừa qua thì cũng có rất là nhiều anh em ủng hộ ở phương xa đến từ ở Lâm Đồng, Khánh Hòa, Tuy Hòa, Cà Mau lên mua xe của em ha. Và những anh em ở gần gần thì trong những cái lúc anh em mua về mình, nếu mà xe nó có trục trặc hay gì đó anh em cứ báo với em nha, lỡ có gì mà nằm trong cái điều kiện bảo hành được em sẽ hỗ trợ cho đó. Với em thông báo với anh em, nếu mà có anh em nào mà mua xe của những anh em cửa hàng khác đó, mà cửa hàng khác không thu lại, anh em cứ liên hệ cho em qua số điện thoại là 0834 33 33 71, em sẽ định giá mua lại xe cho anh em ha. Yên tâm, biết em rồi là rất là dễ nha, hoặc là anh em qua đổi xe với em vẫn được đấy. Bên mình thì đang có nhu cầu mua rất là nhiều dòng xe, hoặc là anh em nào mà có nhu cầu bán xe, anh em với gửi hình qua Zalo số điện thoại của em ha, em sẽ mua được giá mua cho. Hoặc là anh em nào biết ở sớm bạn bè có ai bán thì chỉ em gửi hoa hồng cao cho 5 triệu, 10 triệu, 3 triệu, 2 triệu tùy theo giá tiền của chiếc xe, tùy theo có giá mua được tốt hay giá không được tốt đấy. Thì em địa chỉ cửa hàng em thì rất là dễ tìm nha, anh em cứ mua xe em, anh em cứ gõ lên Google Thịnh Bến Tre đi theo vị trí là tới rồi. Bên em giờ mở cửa thì từ khoảng 8 giờ rưỡi giờ sau mới mở cửa nha anh em nha. Đó. Rồi kết thúc video nha, chúc anh em mình mua được những xe ưng ý ha. Đó. Tại mưa cũng đã tới rồi, mùa mưa tới rồi, anh em mình có số vốn hoặc là biết có bằng lái hoặc chưa gành lái gì đó mua hỗ trợ em, không cần gì đó em hỗ trợ cho. Trong cái khả năng của em là em chỉ cho anh tập lái cho anh em vẫn được nè, hướng dẫn cho anh em đăng ký thi lái giá tiền hợp lý luôn. Đó. Và hỗ trợ bán xe cho anh em khi mà anh em chạy xe rành rồi, anh em muốn đổi đem là em nâng cấp đổi xe với em vẫn được nha. Rồi chào anh em nha.